tuyển thủ U23 Việt Nam rạn xương sườn, hậu vệ U23 Việt Nam Vũ Tiến Long bị gãy xương sườn, phải nghỉ ít nhất nửa tháng để điều trị. Sau khi trở về từ giải U23 châu Á 2022, Tiến Long tập nhẹ cùng câu lạc bộ Hà Nội. Cầu thủ quê Thanh Hóa bị đau nhẹ ở phần xương sườn. Anh được các bác sĩ câu lạc bộ Hà Nội đưa đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả cầu thủ chạy cánh của U23 Việt Nam bị rạn xương sườn. Với chấn thương này, Tiến Long phải nghỉ khoảng nửa tháng mới có thể tập luyện trở lại đây là một tình không vui với cầu thủ 20 tuổi và đội bóng thủ đô. Trước Tiến Long, ngoài binh Z cũng gặp chấn thương đứt dây chặn khi đấu tập cùng phụ đống. Ngoài ra, đoàn Văn Hậu, Lê Văn Xuân và Đỗ Duy Mạnh cũng chưa thể thi đấu trở lại trong số này. Văn Xuân vừa lên bàn mổ và mất 6 tháng để phục hồi. Tiến Long là một trong những cầu thủ thi đấu ấn tượng ở giải U23 châu Á 2022. Hậu vệ câu lạc bộ Hà Nội có một bàn thắng rất đẹp mắt trong trận hòa 1-1 trước ông lớn Hàn Quốc ở vòng bảng. Vũ Tiến Long sinh năm 2002 mới được câu lạc bộ Hà Nội gọi trở lại từ đội hạng nhất phụ đổng để đôn lên đội hình 1 đầu năm nay. Anh được thi đấu ở cả SEA Games 31 và vòng chung kết U23 châu Á 2022. Sau khi trở về câu lạc bộ, Tiến Long thể hiện quyết tâm rất cao có một vị trí ở đội 1 Hà Nội FC. Anh nói, ở đâu cũng là môi trường để tôi phát triển,